Chào các bạn nhé, mình lại tiếp tục sửa lốt những cái đồ mọi người gửi. Thì hôm qua tối qua có ngồi đọc bình luận trên kênh ấy, thì có một cái anh ấy gửi cái đồ này của mình từ 29 tháng 9 năm 22, tức là bây giờ đang là 23 tháng 2 năm 23 rồi. Anh gửi lâu lắm, anh ấy có nhắn tin bảo là sửa giúp mấy cái bo này, quạt điều khiển cho cái trường mầm non. Nên là mình có ra mình lục trong cái đống đồ của mình thì mình tìm được đúng cái đống mà mọi người gửi rất là nhiều, vẫn còn nhiều lắm nhưng sắp hết rồi. Thì mình lục mình tìm ra mình sẽ sửa cho anh đấy. Sửa giúp anh bo mạch quạt của trường mầm non xã anh, bây giờ phải chạy giật dây bất tiện, các cháu đông nên đi lại rất khó. Mong sửa được cho mùa hè tới, thế là anh muốn mình sửa để cái mùa hè năm nay anh sẽ lắp cho cái trường đấy. Thì anh này ở Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhé mọi người nhé, khá là xa nhé các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm sửa xem có sửa được cho bo nào cho anh ấy không. Nhiều người gửi cho mình lắm nhưng mình dạo là đây mình không nhận nữa, bởi mình nhiều việc lắm, mình đang cố gắng, mình đã nói các video mình đã nói rồi, mình sẽ giải quyết hết cái đống đồ mọi người gửi để cho rộng nhà mình mà. Rồi sắp tới nếu mà hết thì mình sẽ lại nhận. Mình nhận thì mình đính chính mình nhận, mình sẽ phải các bạn mà phải liên lạc trước với mình nhé. Chứ không thì như mọi người đặt vừa rồi, mọi người tin tưởng ấy, mọi người gửi ồ ạt, mình sợ luôn, nhà mình không có lối vào luôn. Qua đây mình cũng cảm ơn có một vài bác quan tâm đến sức khỏe của mình nhé. Mấy ngày vừa rồi thì các bạn có những cái bác mà xem kênh của mình nhiều ấy, thì các bạn thấy mình nói hụt hơi, tức là nói xong không đổi thở dốc ra ấy. Thì thực sự là thời tiết ở Hà Nội như ngày hôm nay là đang đúng là theo kiểu như là chuyển mùa xuân. Nó cứ mưa phai bay bay hoặc nhiệt độ ẩm không khí rất là lớn, nó thay đổi thời tiết. Và cái bệnh của mình từ bé, từ cái hồi mình chưa biết gì về điện tử, mình đã bị cái bệnh dị ứng thời tiết rồi. Nên cái thời tiết chuyển mùa như này là mình lúc nào bị ngạt mũi, khó chịu. Nên do đó mà cái miệng của mình ấy, là vừa nói này, này vừa thở này, thì kiểu gì nó cũng hụt hơi nhá các bạn nhá. Đó là bệnh từ bé của mình rồi. Hôm nay còn ngạt mũi, còn thỉnh thoảng còn hít cơ. Đây là tổng hợp còn có 4 cái. Toàn quạt của Vinoin hay sao ấy, mình thấy giống lắm, Vinoin đời cổ ngày xưa. Là nó dùng tức là con Matsu này nó có thạch anh dao động này các bạn nhé, còn thạch anh là 4-5 năm ấy, đời cổ ngày xưa ấy, nhìn mình đoán thế. Còn những cái quạt này thì cái ban đặc trưng của nó đến thời điểm hiện nay ấy, thì nó hỏng phím thôi. Nhưng mà do là cái quạt treo tường thì mình nghĩ là phím của người ta cũng chả ấn đâu. Chủ yếu là dùng điều khiển mua trên thị trường rất là dễ. Cái điều khiển Vinoin thông dụng này nó vẫn điều khiển từ cái đời ngày xưa cho đến bây giờ, nó vẫn trung mã IR nên vẫn nhận ok thôi. Nên mình cũng sẽ không quan tâm phím, mà mình sẽ quan tâm là sửa cho nó chạy được. Và cái ban đặc trưng mình nói nhá, là nó hay giảm chỉ số tụ các bạn ạ. Ngày xưa nó chạy con tụ có 684 thôi, tức là 0,68 microfarad, điều áp chịu đựng là 630V DC. Về đợt thời nay thì họ sẽ hay sử dụng là con tụ 105, tức là dung lượng nó lớn hơn là 1 microfarad. Chúng ta sẽ hiểu là tụ 1 microfarad sẽ lớn hơn tụ 0,68 microfarad nhé. Đây như con này đã có người thay này, tụ này. Mình đoán là người thay, không phải người thay đâu, model khác nó sử dụng một con tụ khác này, tụ này 1 mi nhé. Con này thì cũng 0,68. Con này không biết là bao nhiêu nhưng mình sẽ kiểm tra và mình sẽ thay. Táng tụ 1 mi được nó ok hết, nhưng bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ kết nối hết. Nhưng con này còn thay chở hiếc lằng nhằng ghê, phải test từng bước một. Bác này phải cắt dây này nữa, sao không hàn chụp ảnh lại, sau đó hoặc là đánh dấu lại tháo ra cho nó ấy. Cái này nhìn về lắp nó rắc rối. Thôi cứ kệ thôi, mà mình sẽ kết nối, mình sẽ thử sửa từng cái một xem nó lỗi gì để mình sẽ khắc phục cho bác đấy nhá. Cho cái trường mầm non ở quê bác ấy. Bài cắt dây này mình đút bằng cái giác cắm của cái tivi Samsung nhé. Và mình đang cắm qua một cái ổ điện qua lối tiếp qua một con đập bóng đèn là 60W nhé. Để có sự cố gì không sao nhé. Bạn nào xem video nhiều thì các bạn sẽ biết nhé. Và cái kênh này thì đa số là chia sẻ cho các bạn làm nhiều rồi, xem nhiều rồi. Nên mình không nói kỹ nữa, phải nói kỹ nó mất thời gian, mất công. Bây giờ mình sẽ ghim điện, sẽ có 220 ở đây này. Thì chúng ta sẽ nhìn trên cái mạch này nó có một con tụ lọc là 16V 470mi. Đó chính là cái nguồn 5V từ mạch hạ áp. Sao lại nung nay thế này nhỉ?
không. Từ mạch hạ áp bao gồm là con tụ điện này, con điện trở này, con diode này, con DZ này, nó sẽ hạ áp ra một cái nguồn 5V, và cái nguồn dương 5V nó nằm trên một dây AC, nằm trên dây AC này, một dây AC nhá. Chúng ta sẽ hiểu mạch nó như vậy. Bây giờ mình sẽ ghim điện và đo thử, đo cả AC cả DC cho chúng ta nhìn. Mình ghim điện này. Thì cái đồ này thì đời ngày xưa này nó không kịp tít như bây giờ đâu các bạn ạ. Mình đo AC nhá. Là đang là 220 nhá mọi người nhá. Và mình chuyển sang DC này. Mình đo DC trên con tụ này nhá. Nó được có 1,3 V thôi thì không thể chạy được rồi các bạn nhá. Đây mình đã phục sẵn một cái điều khiển ở cửa hàng mình bán này. Để mình bấm thử này thì chắc chắn là không bấm được nhá, nguồn đang rất thấp. Giả sử mà mình đo mà ở đây là 5V mà bấm không chạy ấy, thì có khả năng mình sẽ kiểm tra thành anh nhé. Đôi khi nó sẽ hỏng thành anh các bạn ạ. Nên bây giờ bắt đầu mình sẽ thao tác tiếp theo là mình sẽ thử đo thử con DZ thằng có chập không. Nhưng DZ chả bao giờ chập theo kiểu là mình để thang đo thông mạch thôi. DZ mình đo dòng tràn từ K sang A này, nó không tràn nó ok nhé. Nó kêu tít một cái là do con tụ này nó nạp thôi này. Đây mình bật lại này, mình lắp ấy lại này. Đó, mình đang có một cái quạt nó thổi gió khi mình hàn thôi. Thì với cái ban như này thì 90 chơi hẳn 99% nên là con tụ này giảm dị số. Xem có đúng không nhá. Hôm nay phán tận 99% luôn chứ không phải là phán 50% nữa, vì mình sửa quá nhiều những cái đồ này nên mình đoán được. Cũng có thể là 1% là tải chập, tụ 104 chập nó sẽ sụt áp các bạn ạ. Nhưng mà ghi một lúc này có khi là sẽ nóng nóng. Đây mình sẽ đo tụ này, con tụ này là con tụ là 684 0.68 nhá. Rồi mình đo thử này. Chúng ta sẽ thấy là nó không còn trị số nữa, nó chỉ còn có là 96, chưa được 1 nanofarad luôn, 0.096 coi như nó đứt hoàn toàn luôn rồi nhá. Rồi nó điện áp là rất thấp đấy. Và đây là một con tụ mình sẽ thay cho nó là 105, tức là dung lượng là 1 mi. Cao hơn con cũ nhưng chẳng vấn đề gì đâu, ok hết các bạn nhá. Đấy. 1 microfarad mình đang đo được là 0.997 microfarad, tức là 997 nanofarad nhá. Thực ra những cái ban này mà bác nào xem video nhiều của mình ấy, sau đó cứ lên mạng mà mua linh kiện này về thay là được thôi. Mình lại có điện thoại. Và khi mình sửa này mình luôn có cái thói quen ấy, là mình sẽ hàn kỹ lại con DZ các bạn ạ. Tức là hàn ngấu lại chân con DZ. Bởi con DZ mà khi mà quạt ở chế độ chờ, chế độ tắt, chế độ nghỉ ấy, thì là con DZ bị chịu dòng tràn nhiều nhất và nó sinh nhiệt nhiều nhất. Nhưng khi mà chúng ta bật quạt chạy, bật vừa quạt chạy vừa swing ấy, thì con DZ này lại chịu dòng tràn ít nhất và nó sinh nhiệt ít nhất. Nó lại ngược đời như thế đấy các bạn ạ. Dòng tràn duy trì được như thế mà. Đây là con DZ đây này. Đấy, cho nó tán sang con 4148 luôn. À con 4007 luôn. Đó nha, đã thay nha, và bây giờ sẽ đo thử. Nó cũng không kêu gì đâu các bạn ạ. Dương này, âm này. Ồ chết, đằng thằng đó tụ đấy. Đó, đã được 4.8 nhá. 4.7 nhá mọi người nhá. Chắc là con DZ này lão hóa đấy, nhưng mà trong ngưỡng chạy thôi. Nhưng mà mình sẽ rút ra mình hàn lại con tụ này. Con tụ này cảm giác như chân nó hơi lỏng lỏng hay sao ấy. Do mọi người vận chuyển đấy. Nên mình nói rồi là những người mà gửi cho mình ấy, đôi khi mình sửa ok đấy, nhưng mà về do nó vận chuyển nó làm hỏng nữa ấy, nên chúng ta phải kiểm tra. Đây như cái con này nó cong như này, chúng ta phải kiểm tra qua xem nó ok không, xem có bong cái dưỡng nào không thì rồi chúng ta mới thử, không lại xảy ra lỗi. Nhiều người thì gửi rất sơ sài luôn, mình còn phải bọc kỹ cẩn thận hơn cơ. Đấy 4.75 nhá. Và bây giờ mình bật on này.
Ồ, cũng chả bật được các bạn ạ, bật bằng cũng chả gì luôn, như vậy là chết kép à, có nguồn lên rồi đấy. Lại tìm tiếp nhé, bây giờ đến đậu đến Thành Anh các bạn ạ. À đấy, được rồi, chán đời không, tắt này. À cái này hay là không phải quạt của Vlewin này, à đây điện cơ thống nhất nù nù đây mà, hay là cái quạt này không phải. Anh em mình bật tốc độ đây là on up là ở đây nhưng bật không được các bạn ạ. Nó được rồi đấy nhưng mà nó không đúng chính bằng phím các bạn nhá. Đây này, lại bật ở đây cơ. Nên con này hình như là không phải của điện cơ thống nhất, là con khiển của tàu hay sao ấy nhỉ. Bật ok đấy các bạn nhé. Đấy, đây là swing này, nó bị ngược giữa chuyển hướng và bật tốc độ, như vậy là trùng với điều khiển tàu luôn mọi người nhé. Điều khiển tàu này mình hay bán cho khách khi chạy swing ấy, khi chạy cái điều khiển tàu ấy này, mình hay bán cho khách dùng điều khiển điện cơ thống nhất này, mình hoàn toàn phải đảo thôi, đảo phím on và screen với nhau thôi. Hoặc là lừa thì bảo khách đây nhá, nhưng mình sẽ dùng cái khiển tàu này nhé, nó sẽ đúng luôn cho mà xem này. Tắt này, on đây này, cũng là ngược, cũng ngược thế các bạn ạ. Ừ hay nhỉ, thôi kệ thôi. Hay là do cái Vlewin này của mình là Vlewin đẻo nên nó bị ngược. Con tóm này nó ok con này nhá. Thực ra cái khiển Vlewin này, điện cơ thống nhất này, mới khiển tàu này, mới thay anh Kangaroo rồi, như nó vẫn trùng mã với nhau các bạn ạ. Nó trùng mã IR. Và bây giờ lại đo thử này, khi đăng tải vừa vừa một chiếc đăng kích, à hai chiếc đăng kích, chiếc Swin và chiếc ấy, thì chúng ta sẽ thấy này, nó sẽ sụt áp đâu này. Đấy, nó sụt còn 4,5 thôi các bạn nhé. Con DZ này chắc là lão hóa một chút rồi, hoặc tí nữa mình sẽ thay con tụ dung lượng rồi. Cao hơn một chút, con này này lên 1000 V/mi thì càng tốt các bạn ạ. Mình có lô tụ 16V 1000 mi chuyên thay cho cái bộ bọn này mà. Và bây giờ sẽ test cái tải đâu nhỉ, để mình tìm tải đã. Kiếm được cái bóng đèn làm tải cái này, đổi cho con phím, bởi vì cái phím của mình thì nó cũng dài cao hơn, sợ về bác nó lắp không chuẩn, nên mình cứ đổi cho nó chuẩn về kích, về cái độ dài ấy. Mình sẽ test thử này, phím nó sẽ đôi khi sẽ bấm được cái phím nữa mà. Đó, như vậy là mức ở giữa đang chạy các bạn nhé. Đây là H này, đây là L này, đó L này, mu này, mu này, H này, ok nhé. Tắt ok, như vậy là đã được một con, vẫn để nguyên dây dọ đấy để bác về bác lắp lại. Đây, vẫn giữ lại cái dây này này, dây com chung này đưa ra motor đấy. Ok, một con chết tụ. Tiếp tục con nữa, con này đi. Con này giống con thế là vừa nãy đấy nhỉ, cũng là TLA này, TLA này, đúng rồi, giống nhau. Cái khiển của mình bị ngược thôi, chắc khiển zin của nó thì chắc không ngược đâu, hoặc là có mua thì cũng bị ngược, hoặc mua đúng, có loại thì mua đúng đấy, nó chỉ ngược nhau phím swing và chuyển tốc độ các bạn ạ. Con kia mình thay tụ 1000 mi rồi nhé, cho nó tích chữ tốt, bởi vì một nửa bán kỳ là năng lượng tích ở tụ để tiếp tục duy trì máy chạy mà, bởi vì nó chỉ lưu có lửa chu kỳ thôi, không phải là cả bán kỳ, cả chu kỳ. Mình ghim điện mình cứ đo như con kia thôi, giống nhau mà. À, con này như DZ thay chưa mà này, vòng cao lên như kia. Chắc là zin bản đấy. Như vậy là con được là 4,5 nhá. Em mình thử bật thử. Bật bây giờ là ở chuyển hướng. Đấy, con này bật cái tắt luôn. Con này bật cái tắt luôn, đó là con tụ cũng giảm trị số nhá mọi người nhá. Nhưng mà giảm không mạnh mà con kia. Nên khi bật cái tắt luôn ấy là chúng ta sẽ ý là ở chế độ bình thường là 4,5V là đủ ngưỡng cho con IC phi xử lý chạy nhá. Nhưng khi chúng ta bật ấy, rất hay này, bật chúng ta sẽ thấy nó sụt này. Đó, nó sụt mất hết điện luôn nhé.
Bởi vì khi chúng ta bật cái thì là một con chi ắc đưa vào kích thì tải 5V nặng hơn, và con tụ kìa. Con tụ nó không duy trì được. Con tụ này này. Mọi người à. Nên nó lại ấy nhá, nó lại tụt đi nhá. Nên nó tụt mất đấy. Hai con đều hỏng tụ. Con kia thì còn chưa được 0,1 mi, con này thì mình đoán sẽ được khoảng chưa được 0,1 nano, con này mình đoán chắc là được vài nano đấy. Đấy, con này được 60 nano này. Các bạn thấy chưa? Zin bản của nó là 680 nano, 684 mà. Nên toàn chất tụ thôi. Thôi thay tụ này đi. Cũng là 105 này. Đo thử nhá. Chưa bóc, chưa đo. Đấy, 930. Ok. Chắc toàn chiết tụ. Hoặc là đo thì ok, thì không chạy thì có hàng do Thạch Anh nhá, mọi người nhá. Con này cũng hay chết Thạch Anh 455 lắm. Về mình phải hàn kỹ chân không thì nó bong. Đấy, lại nhầm tiếp đấy các bạn ạ. 4,6, 4,7 vẫn như con vừa lẫy thôi. DZ nó luôn làm nó lão hóa. Đấy, không ngắt nữa nhá. Bật cả swing cũng không ngắt ở đâu mọi người ạ. Chắc ăn thì cũng test luôn xem nó có bị hỏng mạch gì không. Để mình còn xử lý luôn. Là không chạy. À đấy, có, mình ấn không được thôi. Đó, mu. Ok, H. Ok. Rồi swing. Đảo gió này. Đảo gió thì ấn bật tốc độ. Đấy, ok hết nhá, mọi người nhá. Hai con bệnh giống nhau. Đó là hỏng tụ các bạn ạ. Ok, hai con. Tiếp theo con này thì hơi khác một chút, cái này nó ghi luôn là điện cơ thống nhất luôn nhá. Cái này có vẻ như là hơi lằng nhằng một chút về cái kích này. Thay phía trên này đi. 560. Thay này nó chạm đây rồi. Để mình lắp con này sang đã. Mình vừa dừng lại, mình chuyển cái con điện trở 560 ohm từ bên kia sang đây nhá. Nó bị cụt, nó cụt chắc là khại thợ trước họ thay đấy. Nó cụt nên chân nó vẫn nằm dưới này. Nên cái nhíp có lỗ nhỏ nhỏ này là sử dụng nó. Đẩy cái ấy ra và lắp lại thôi. Thì con này thì bây giờ lại ghim điện đo. Ồ, ghim cái nó sáng luôn này. Nó sáng bóng luôn này. Ồ, được có 3,2V thôi. Sao lại ghim cái nó sáng luôn nhỉ? Chết mờ su không? Ghim lại nhá. Đấy, ghim cái nó sáng luôn. Các bạn ạ. Nó sáng led luôn, con này sáng mờ, con này sáng rõ này. Thì áp được có 3V thôi. Bấm lại tắt được.
À, là buồn cười ghê. Cứ kiểm tra tụ trước đã, rồi tính sau. Bởi có 3V như thế là nó yếu mà. Những cái tụ là những cái quạt này chắc là nó lâu năm quá rồi. Ban đặc trưng của những cái loại hã bằng tụ này đây là như này đây. Mình ngạt mũi rồi, khó chịu quá. Các bạn xem thông cảm nhé. Đó là cái bệnh từ ngày xưa của mình như mình nói lúc đầu rồi ấy. Con tụ này là 1 mi 280V AC. Đấy, nó chỉ còn có 281 nanofarad thôi. Tức là nó chỉ còn có 0,28 microfarad nhé. Từ 1 mi nó xuống còn 0,28 thôi. Nên mình sẽ thay con này. Con này là 1 mi là 275V AC. Yếu hơn con kia một túi tí nhưng mà chả vấn đề gì đâu. Mình thay nhiều rồi, nó vẫn ok. Quá lắm thì gặp phải lô tụ đẻo thì nó nhanh chết thôi. Đây này các bạn này. Tụ này nó to, nó tốt đây này. Xuyên nó sang rồi bóp bên kia cho nó đứt đứt. Cho này nó dễ nhìn. Chúng ta sẽ thấy là nhờ một cái ban đặc trưng nhá. Của nên chúng ta cứ phải phục là thợ sửa chữa ấy. Quạt máy điều khiển rất là nhiều, quạt điều khiển rất là nhiều, chúng ta cứ phục những con tụ rồi như này này, 1 mi này ở nhà để chúng ta sẽ thay. Mùa hè sắp tới rồi. Mình còn một túi cái tụ 630. 630 1 mi 630 màu đỏ, đỏ kia mình để đâu ấy. Vừa nó nhặt được một con kia thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Vừa nãy con này mình còn không lên loa nó kêu. Lại đo tiếp như vừa nãy. Đấy, 5V ok này các bạn này. Rồi on này. Vẫn bị lỗi à, hay là nó sáng như thế nhỉ? Không hiểu. Không tắt được này. Dùng điều khiển thế nào. Điều khiển không tắt được. Con này còn không cần nhận điều khiển nữa này. Bấm được phím này không nhận điều khiển. Nhưng mà tóm lại bây giờ thử thử cho tải và xem nó có chạy không. Các bạn ạ. Nhiều bệnh ngoái om ghê. Loa cũng không kêu cơ các bạn ạ. À, con này nó lưu lưu chạy nhá, nó vẫn chạy này các bạn này, không tắt được nữa, không hiểu tắt ở đâu. Để mình thử nhá, đây là hát này, đấy có hát có tráng nhá, mu này, à đây là l là thấp nhất này, đây là l này, đó, hôm nay là mu này, ok nhá, còn đây là hát này, ok nhá, như vậy là đèn báo đang không chuẩn rồi, còn đây là swing này. Swing này. Swing chắc phím liệt rồi, để mình dùng cái này mình bật thử. Không bật được các bạn ạ. Nhờ là swing có sự cố. Con này còn không nhận điều khiển nữa nhá, mọi người nhá. À đâu, điều khiển đang tuột pin. Đây, vẫn bật ok, nhớ là nhận khiển ok nhá, mọi người nhá. Ấn swing này. Swing không tác dụng các bạn ạ. Tắt được ok. Bật này. Bật nó lại sáng cái kia buồn cười thế nhỉ. Cái đấy là cái gió thoáng hay sao nhỉ. Thôi cứ kệ đi, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái swing tại sao nó không chạy. Mà đúng cái con điện trở bị cháy của cái swing đấy nhá. Điện trở bị hỏng của đường swing ấy. Điện trở thì mình vừa tháo ra mình đâu ok mà. Và kiểm tra led lại nữa, led đang sai mà. Cho mọi người tham khảo một chút về tại sao là cái tốc độ hát mà đèn không sáng là một, rồi là swing không mất tác dụng nhá, thì nó do led hết. Đây này, chúng ta sẽ thấy này. Thì như lúc đầu video mình nói ấy, thì là cái nguồn dương 5V nó nằm trên một dây AC tương đương nó là chân T1 của chiếc. Để tạo dòng kích cho con chiếc swing ấy, để nó mở thông hai chiều từ T1 sang T2 ấy, thì nó cái chân G của nó được dập mát.
thì nó sẽ tạo một cái dòng chảy là từ dương 5V là ở cái chân T1 này đi sang G và hạn qua con điện trở 560 ôm đấy nhá, phải hạn nhá, chứ 5V mà phi thẳng là chết toi chân chức năng MSU hoặc là tải 5V tụt hết nhá. Nó sẽ hạn qua con này này và nó sẽ đi như này, như thường thường như máy khác ấy, nó sẽ đi tới chân MSU và MSU sẽ dập chân ấy về GLD. Nhưng hiện tại con này ấy, là đi từ dương 5V ở T1 này sang G này, hạn qua con 560 ôm này, đi tới đây và đi từ A-lốt sang K-tốt, từ A-lốt sang K-tốt của con LED nhá. Tóm lại là dòng kích chiếc lợi dụng cũng là dòng phát xạ là tạo ánh sáng cho LED luôn. Đó, và nó đi vào chân này và chân này được dập mát khi chúng ta ấn lệnh swing, lệnh đảo gió các bạn nhé. Thì con này lỗi là do con này chết rồi. Chúng ta đo, mình đo này. Mình đo chúng ta sẽ thấy nó lên rất ít nhá, là nó chết đứt nhá. Đấy, quên không nhìn được đồng hồ này. Không, vừa làm vừa phải chỉnh sửa cho mọi người nhìn được nó rõ. Thì mình đo nhá, là con này nó chết đứt đa ca rồi. Con này thì LED sáng được này, con này là L đấy. Thì nó sáng nó lên nhà và ở dưới nó sẽ là màu đỏ nhá mọi người nhá. Chúng ta không nhìn được thôi. Con này cũng sáng ok này, chúng ta nhìn nội trở nhá. Nội trở đang ở gần số 30 nhá. Tiếp tục này. Con này cũng gần 30 ok này. Nhưng con này thì chết đứt nhá. Còn con này thì chết chập. Chúng ta thấy chập phải không này. Nó chết chập nên dẫn tới là nó vẫn thực hiện lệnh được bình thường đấy các bạn ạ. Chết buồn cười kinh. Thì với con LED này mà bạn nào không có nhá thì tháo ở trên con này đứt chân. Đứt gãy chân như giống hệt con điện trở ở đây. Đấy, nó đứt, nó bị chui ra này. Bạn nào không có LED ấy thì có thể tháo ở cái bọn LED báo thời gian ấy, báo hẹn giờ ấy, thì có thể lắp sang ok, bởi vì ở trường mầm non thì cũng chả ai cần hẹn giờ đâu mà các bạn ạ. Bảo hẹn được thì nó không báo được thôi. Còn với mình ấy thì mình vừa tìm đâu ấy nhỉ? Đây. Mình vừa tìm cái bếp từ này. Chúng ta LED thay LED to, LED nhỏ đều được nhá mọi người nhá. Miễn là tạo được cái dòng kín. Và LED phải sống, chứ LED chết thì nó cũng không làm gì đâu. Và nắp phải đúng chiều, từ A sang K để nó mới tạo dòng kích đấy các bạn ạ. Chứ nắp ngược lại A, K thì coi như là chả tác dụng gì. Mà cái dòng mình vừa phân tích nhỉ? Cái quan trọng là các video mình chia sẻ cho mọi người, mình hay nói về cái dòng chảy kín mạch. Chảy từ T1 là dương 5V sang chân G, sau đó xuyên sang chân G rồi hạn qua con 560 ohm, rồi đi từ A sang K của con LED này các bạn nhé. Đấy, K, A sang K này. Như vậy là con này LED đúng cái chân nhỏ là A luôn. Nhiều con LED thì nó ngược đấy, nên do đó mà mình phải đo đấy. Đó, và thay con chết này nữa, con chập này nữa, một con chết đứt, một con chết chập. Buồn cười kinh. Sửa chữa thật là buồn cười. Thôi bỏ cái dưới luôn, miễn là sáng được thôi. Không rõ là do nó bị chập con nét ở cái số H ấy, dẫn tới là cái đèn màu xanh, cái đèn đấy nó coi như bọn hiện nay ấy, vẫn mua đèn điện cơ thống nhất hiện nay thì là nó thành có mấy màu ấy các bạn ạ. Nó gọi là chế độ gió thoáng ấy. Nhiều đời thì đường điều khiển qua lệnh điều khiển LED riêng, còn lệnh điều khiển chiếc riêng ấy các bạn ạ. Như cái này nó dùng chung của con swing thôi, còn đâu cái con kia thì nó cũng chả chung đâu, mấy con cho kích cho 3 số tốc độ ấy. Giờ chả cần thử cái này nữa, giờ test thử xem nó sáng à không, vẫn thử một con swing nữa. Ghim điện lại này, on này, cái này còn phải sửa loa nữa, loa chả kêu gì cả. Đấy, loa sáng rồi nhá, mọi người nhá, sáng 3 cái rồi nhá. Swing đây, đó đã sáng nhá, thì kiểu gì nó cũng chạy được, nó cũng được mà. Đó, swing đấy.
Ok nhá, kiểm tra sửa lốt cái loa nữa, xem cái loa tại sao không kêu nữa. Ít ra bấm là kêu tít tít nó mới hay. Nó in thin thít thế thì chuyện gì, nhưng mình đang nghi ngờ có điện trở này này. Để mình lại dò cho mọi người về cái đường loa. Đó. Vừa sửa vừa dò mạch cho mọi người hiểu cho video nó dài. Nó dài bất tận nên cho bạn nào mà muốn đam mê về điện tử thì các bạn xem thôi. Nên như hôm mình sửa cái hôm đọc cái bình luận của cái người người ta xem cái video mình sửa điều khiển từ xa. Nên là mình trong cái video đấy mình sửa thì rất là dễ điều khiển nhanh hết pin đấy, nhưng mình nói cho mọi người rất kỹ về những cái vấn đề liên quan là tại sao nó nhanh hết pin, bởi vì hỏng hóc nó sẽ khác nhau, đa đố cho thợ để xem thôi. Hay là ông kia ông vào chắc là TV cái điều khiển nhà ông đang nhanh hết pin, ông muốn xem. Ông ấy bình luận là chả hướng dẫn sửa gì, cứ nói dài nói dài nói dài, đúng là vớ vẩn, hay là chắc là họ không xem nữa. Thì đúng thế thật, mình có hướng dẫn sửa trực tiếp đâu, mà đôi khi hướng dẫn sửa trực tiếp vậy này lại con cái điều khiển của mình lại hỏng như thế, mà điều khiển của ông kia ông đang xem kia lại hỏng chỗ khác thì ông có khi chửi mình là hướng dẫn bố láo, buồn cười lắm. Nên cái những cái kênh này lại chỉ dành cho các bạn chuyên thích về điện tử là đúng. Thì đây nhá, loa đây này, loa thì nó về âm các bạn ạ, chân loa này nó về âm nhá, đây là chân loa này, thì như vậy nó phải đẩy dương ra ra đây. Còn này loa tự kêu rồi, cấp nguồn là kêu rồi, không có tụ suất mà. Thì tóm lại khi chúng ta bấm thì nó sẽ có xung dương đây này, nó hạn qua một con điện trở này, nó đến loa rồi về loa cứ kêu tít tít là do cái xung đấy nhá. Về mình sẽ đo thử xem loa sống không, bởi mình nhìn con điện trở nó han han như là con điện trở phía trước ấy, nên đôi khi là nó, đây là con điện trở này này các bạn, nó han chân này này, nên đôi khi nó đứt thì nó cũng không làm gì được, loa không kêu nhá. Mình đo thử này, dương âm này, như vậy loa tịt rồi, loa hỏng rồi các bạn ạ. Thường loa mà tự kêu này mình sẽ không có đâu, mình chỉ có cái loại loa ấy kia thôi. À, loa cuộn dây đấy chứ, loa cuộn dây các bạn ạ, không phải loa tự kêu. Để đo lại thử. Chết rồi, loa tự kêu, à, loa cuộn dây này thì biết từ rất nhiều luôn. Loa tự kêu là cái loa mà cứ cấp nguồn nó kêu như cái đo thông mạch của mình ấy. Trên thị trường cũng bán nhiều đấy các bạn nhé, cũng bán đấy. Đây, cái loa này thì mình đoán nó chết bởi mình đo nó không thông này. Đấy, còn cái loa này của mình nhá, mình đo này, nó lên nhá, đo luôn con điện trở nữa, con điện trở đi han han mà nó xuất giá xuân xung dương ra đấy. Như vậy là không chết, 329 ohm. À, đúng rồi, 330 ohm rồi. Loa theo kế kiểu như này mình đoán là nó phải tự kêu mới đúng. Không biết là có người thay chưa. Nếu mà không ấy thì nó không kêu đâu, nó kêu buồn cười lắm. Nó không kêu tít to được ấy. Ô, sao lại không chui qua được? Đó, thử xem nó có kêu không nhá. Cũng kêu, nhưng kêu bé. Thôi kệ thôi, kêu được là tốt rồi. Nhưng người ta nhìn thấy cái đèn và nhìn thấy quạt chạy là được rồi. Nhưng mà được ba con. Con này thì vừa hỏng led, rồi vừa hỏng tụ. Còn hai con kia chỉ hỏng tụ thôi, mình không quan tâm phím đâu nhá. Phím có phím bấm được, phím không lại mình không có phím dài như này, có loại dài nhưng dài hơn. Cái này thì chắc là quạt treo tường, à quạt cây các bạn ạ, toàn đồ cổ ấy. Cũng xem tụ đầu tiên đi các bạn ạ. Những cái quạt mà nó chạy con Thạch Anh này, dao động này, thì mình thấy nó rất là cổ rồi. Đây này, sát của mình cũng có một con này, dằm vẫy cả ra này, bà su vẫn sống đấy các bạn ạ. Đấy là cái quạt thương hiệu gì? Tủ này nó vẫn còn tem, chắc là tủ zin.
còn có 499 thôi, tức là 0,5 thôi, thì nó vẫn đáp ứng được ấy. Nhưng mà đôi khi là khi mở lên lớn lên là nó sẽ tự nó ngắt, tức là mà cả swing cả ấy chẳng hạn. Con tủ này 105 nhé, 105 400V, nên mình sẽ thay con khác thôi. Và như con này thì mình có nhìn thử này, đây là phím on đập đã bị mất rồi, thì có khả năng mình sẽ chuyển cái phím mo sang lên cho nó các bạn ạ. Và đây là phím up, đây là phím timer swing đây các bạn ạ. Có thể là timer và mo có thể bỏ qua cũng được, nên mình sẽ chuyển sang, nó bị mất một cái phím trên cùng rồi nhá. Và mình sẽ thay con tủ khác để xem nó hỏng hóc gì cho nó nhanh. Mình kết thúc đã, dừng đã, làm cho nhanh chứ vừa làm vừa nói lâu quá. Hai cái dây AC vào là hai dây này, nó có AC2 AC và AC1, và nó có một cái dây com chung, dây chung ấy là ra motor swing và ra motor ấy đấy, motor quạt đấy. Và tiếp tục nó có một cái dây màu vàng này, nó là chữ SW kép là swing đấy, đảo gió. Rồi tiếp tục L H mu H các bạn nhé. Thì mình vừa mới thay cái đổi cái phím này lên phím này rồi, phím nào đó ơi ok, nhưng mà nó có cái này nên xử lý mãi mới ấy được, keo nó ấy, keo lại dây dợ bên dưới đúng cái đúng vị trí này luôn. Và con tụ mình thay đây nhá, cho mọi người tham khảo con tụ này, tìm được con tụ này trong ngày xưa mua một ít cái tụ này vẫn còn tồn tại, tìm được hai con này. 105, con tụ này 630V này, nó rất là dày luôn các bạn ạ. Mình mua nhiều linh kiện lắm, sau đó là cứ gần hết mình lại mua cái khác, hay là cứ dư toàn cái cổ từ ngày xưa ấy, buồn cười lắm. Nhưng mà chả ấy được đâu, chả bỏ đâu, phải dùng thôi. Con này không biết có nhận điều khiển này không nhỉ, để mình test thử xem nào. Không. À đây có. Vẫn con này vẫn của Vinowin này. Vẫn thế các bạn ạ. Đây mình vẫn xử lý được phím ok. Cũng có cái hay là khi nó khởi động số 2 nhé. Tắt này. Chúng ta nhìn cái đèn số 2 ấy, đèn mưu ấy. Đấy nó mồi số 2 sau đó nó về số 1. Trả về nữa, lúc đầu mới cắm cơ. Thế nên nha, bây giờ thử swing này. Đảo gió ấy. Đó, ok nhá. Đây là mức hát này. Hát sáng này. Đây là mức mưu này. Ở giữa đấy, mưu sáng này. Còn đây là mức lao này. Nào sáng này, hẹn giờ thì vẫn ok. Mấy cái quạt này toàn của điện cơ thống nhất thì sao ạ. Đó, như vậy là mình đã sửa xong 4 cái. Ôi, vừa nãy thử mọi người không nhìn được cái đèn như này. Mình thử lại nhá, quên mất mọi người không nhìn được cái đèn. Khi mới bật ấy, thì nó sẽ khởi động luôn ở cái mức cao kìa. Đó, nó về mức lao mọi người nhá. Sau đó là đây là mức mưu này, ở giữa này, sáng nhá. Đây là mức hát này, công suất động cơ chạy mạnh nhất này, tốc độ mạnh nhất này. Đó. Và đây là swing nhá. Đảo gió này, đó. Hẹn giờ vẫn ok tất cả thôi. Tắt này. Và phím bấm đây, vẫn bình thường các bạn nhá. Tắt này. Như vậy nó toàn quạt của swing. Vậy là mình đã sửa xong rồi. 4 cái bo quạt của một cái trường mầm non trên Tuyên Quang. Đúng cái Tuyên Quang nhỉ. Đúng rồi, trên Tuyên Quang. Với cái lỗi đó thì từng bo nó như vậy nhé. Đa số là chết tụ và có cái con này thì hỏng nặng hơn này. Hỏng cả led này, chúng ta sẽ có cái tham khảo lưu ý là khi kích nhé. Nó còn do led nữa nhé mọi người nhé. Còn video kết thúc. Chào tất cả mọi người.